Cảm ơn quý vị đã tiếp tục đến với bản tin FBNC tối nay. Thưa quý vị, vào ngày 12 tháng 7, Tòa án Trọng tài Thường trực PCA đã ra phán quyết rằng Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để tuyên bố chủ quyền với phần lớn diện tích Biển Đông. Đây không chỉ được coi là một thắng lợi mang tính quyết định của bên nguyên vụ kiện Philippines mà còn cho các nước có liên quan. Đồng thời, đây cũng là một đòn giáng mạnh vào Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Ngay từ trước khi ra phán quyết, Trung Quốc đã có những hành động phản ứng quyết liệt như điều máy bay dân sự ra vùng Biển Đông hay đặt lực lượng khẩn cấp Bắc Kinh vào trạng thái trực chiến. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Trung Quốc nhảy dựng lên sau phán quyết của PCA và liên tục đưa ra những tuyên bố bác bỏ, không công nhận hay tẩy chay phán quyết này. Mới đây nhất, Trung Quốc đã ra sách trắng, ngang nhiên bác bỏ phán quyết của Tòa trọng tài. Trung Quốc cho rằng Tòa trọng tài được thành lập theo yêu cầu đơn phương của Manila, không có thẩm quyền xem xét đơn kiện. Phán quyết của tòa này đưa ra là vô giá trị và không có tính chất ràng buộc pháp lý. Trung Quốc ngang nhiên đe dọa sẽ thiết lập vùng nhận dạng phòng không Aegis trên Biển Đông, yêu cầu các phi cơ bay qua vùng này phải báo cáo danh tính để chính quyền Bắc Kinh có thể kiểm soát. Trung Quốc có quyền thiết lập Aegis và việc thiết lập Aegis trên Biển Đông sẽ phụ thuộc vào mức độ đe dọa mà chúng tôi đang phải đối mặt. Và hơn hết, Trung Quốc vẫn đang cố gắng nói với thế giới rằng họ chính là nạn nhân khi đổ lỗi cho Mỹ đã sử dụng luật quốc tế để tìm kiếm lợi ích ở vùng Biển Đông. Bắc Kinh lập luận rằng trước khi Mỹ đến, vùng Biển Đông rất thanh bình và không hề có tranh chấp. Chỉ đến khi người Mỹ đến và thực hiện các chiến lược tái cân bằng khu vực, tình hình đã thay đổi. Tuy đã tồn tại những bất đồng nhỏ trong khu vực, nhưng nhìn chung trước khi họ đến, các nước trong khu vực đã có thể duy trì hòa bình, ổn định và an ninh. Trước những phản ứng dữ dội từ Bắc Kinh, giới chuyên gia nghi ngờ Trung Quốc sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và tìm mọi cách để đáp trả lại phán quyết này. Trái ngược với Bắc Kinh, người dân Philippines đã ăn mừng sau phán quyết của PCA và chính quyền nước này coi đây là đóng góp quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông. Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng các nguyên tắc của pháp luật. Trung Quốc không bao giờ có thể bắt chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh cá trong vùng biển của chúng tôi. Đây là một chiến thắng cho tất cả chúng ta. Trong một tuyên bố, Philippines cho rằng nếu đường chính đoạn là bất hợp pháp với nước này, thì nó cũng bất hợp pháp với các nước khác có liên quan đến Biển Đông. Quyết định của PCA đã nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế khi nhiều nước đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc và Philippines có nghĩa vụ phải thực hiện phán quyết này. Bộ Ngoại giao Việt Nam ngay lập tức đã bày tỏ sự hoan nghênh với phán quyết cuối cùng này và tiếp tục khẳng định chủ quyền của mình với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Với tư cách là một nước láng giềng với Trung Quốc, Nhật Bản đã yêu cầu Trung Quốc tuân theo những gì mà PCA đã phán quyết để có thể giải quyết những tranh chấp ở Biển Đông trong hòa bình. Nhật Bản coi phán quyết của PCA là cuối cùng và ràng buộc về mặt pháp lý tất cả các bên dựa trên Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Chúng tôi tin rằng cả Trung Quốc và Philippines nên tuân thủ theo phán quyết. Tương tự như Nhật Bản, chính phủ Mỹ đã lên tiếng yêu cầu cả hai bên thực thi các nghĩa vụ và kiềm chế, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc có những dấu hiệu quân sự hóa Biển Đông trong những tuần gần đây. Chúng tôi bày tỏ sự quan ngại với Trung Quốc trong việc quân sự hóa Biển Đông. Cả hai nước Mỹ và Trung Quốc đã nói rằng họ sẽ không làm điều đó, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng Trung Quốc vẫn có những hành động như vậy. Mỹ cũng nói rõ rằng Trung Quốc sẽ vi phạm luật pháp quốc tế nếu bỏ qua phán quyết của Tòa trọng tài. Trước những phản ứng ủng hộ phán quyết của PCA từ cộng đồng quốc tế, có thể nói rằng đây là bước đệm cho các nước đang tranh chấp trong vấn đề Biển Đông giải quyết trong hòa bình. Giới phân tích cho biết Trung Quốc có thể sẽ khuấy động Biển Đông trong một thời gian, nhưng cuối cùng sẽ phải ngồi lại đàm phán bởi những hoạt động quân sự sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng khu vực khiến nhiều bên liên quan phải nhập cuộc. Việc tuyên bố không chấp nhận phán quyết đang đẩy Trung Quốc vào thế ngoài vòng pháp luật và đi ngược lại nghĩa vụ pháp lý. Tôi không nghĩ Trung Quốc thoải mái với vị trí này. Bản thân Trung Quốc sẽ có lợi ích trong việc giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình. Đồng thời, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với áp lực phải tuân theo phán quyết từ các nguyên đơn khác. Vì vậy, để duy trì vị trí một cường quốc và không đặt chính mình vào thế coi thường pháp luật, cũng như tạo ra hình ảnh xấu trên trường quốc tế, điều duy nhất Trung Quốc có thể làm đó chính là thông qua giải pháp ngoại giao, chứ không phải là quân sự hóa khu vực. Chỉ có thể có một giải pháp là ngoại giao nếu tất cả các bên đồng ý, và cách duy nhất tất cả các bên có thể đồng ý là họ cảm thấy rằng quyền lợi hợp pháp của họ được tôn trọng, quyền lợi hợp pháp của họ ở Biển Đông được tôn trọng. Vào hôm qua, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Nhật Bản ông Nobuhiro Ishihara cho biết chính phủ nước này có thể sẽ phát hành trái phiếu xây dựng để gây quỹ cho gói kích thích kinh tế mới mà Thủ tướng Shinzo Abe hứa sẽ tung ra sau chiến thắng trong cuộc bầu cử thượng viện.
Khi nhắc đến đầu tư để phát triển kinh tế, tôi cho rằng chúng tôi cần các biện pháp quả quyết để thành lập một nền tảng cho phát triển trong ngắn hạn và trong cả dài hạn. Đó là những phát biểu của Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Nobuhiro Ishihara sau buổi họp với Thủ tướng Shinzo Abe và các bộ trưởng khác để bàn về gói kích thích kinh tế mới. Tuy nhiên, ông không cho biết chính phủ Nhật sẽ dùng gói kích cầu này cho những chương trình nào, mà chỉ nói rằng đang thảo luận để đưa ra kế hoạch thành lập và sử dụng nó như thế nào. Hồi tháng 5, chính phủ Nhật cho biết sẽ cố gắng chuyển từ thâm hụt ngân sách sang thặng dư ngân sách vào tài khoá 2020. Thủ tướng Shinzo Abe cũng đã cam kết sẽ ra một gói kích cầu mới sau chiến thắng cuộc bầu cử Thượng viện hôm Chủ nhật vừa qua. Doanh thu từ các công ty công nghệ Đài Loan sụt giảm nghiêm trọng trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2015. Nguyên nhân đến từ sự suy yếu của nhu cầu tiêu thụ điện thoại trên toàn cầu, đặc biệt đối với phân khúc điện thoại hàng sang. Tờ Nikkei đưa tin, thống kê trong 6 tháng đầu năm 2016, 14 trong tổng số 19 công ty công nghệ chủ chốt đang hoạt động tại Đài Loan báo cáo doanh thu suy giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp trên cũng đồng thời cho rằng sự suy yếu của nhu cầu tiêu thụ điện thoại thông minh trên toàn cầu đã tác động trực tiếp đến doanh thu những tháng đầu năm nay. Theo đó, tính chung từ tháng 1 đến hết tháng 6 năm 2016, doanh thu của 19 công ty này ước đạt 4,73 ngàn tỷ đô la Đài Loan, tức tương đương hơn 147 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này thấp hơn khoảng 7% so với cùng thời điểm năm trước. Riêng trong tháng 6, doanh thu của nhóm công ty công nghệ chủ chốt này giảm khoảng 2%, đồng thời kéo dài đà suy giảm của chỉ báo này sang tháng thứ 8 liên tiếp. Các công ty công nghệ lớn đang hoạt động tại Đài Loan hiện chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc hoặc các thị trường mới nổi. Theo một chuyên gia phân tích của Đài Loan, doanh số các nhóm công ty công nghệ tại thị trường này trong thời gian qua bị chi phối bởi phân khúc điện thoại giá rẻ và trung cấp, chứ không phải những dòng điện thoại hạng sang khác. Thưa quý vị, nhu cầu tiêu thụ dầu tại Ấn Độ trong quý 2 2016 đã tăng trưởng ở tốc độ nhanh nhất trong 10 năm qua, đạt hơn 48 triệu tấn. Sản lượng tiêu thụ dầu tại Ấn Độ đạt 48,5 triệu tấn trong quý tài chính bắt đầu từ tháng 4 2016, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái, và đây là mức tăng lớn nhất kể từ quý 1 năm 2007. Lượng tiêu thụ dầu diesel tăng 4,7%, đạt 20,1 triệu tấn, lượng tiêu thụ xăng tăng 10% và đạt 5,9 triệu tấn. Cơ quan năng lượng quốc tế IAEA dự đoán Ấn Độ sẽ vượt qua mặt Nhật Bản và trở thành nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới trong năm nay. Nhu cầu dầu thô của Ấn Độ sẽ đạt 400.000 thùng một ngày trong năm nay và đây là mức tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Các chuyên gia cho biết, việc tiêu thụ dầu tại Ấn Độ tăng cao là do thu nhập đã được cải thiện và do việc xây dựng cơ sở hạ tầng ngày càng tăng tốc tại nước này. Vừa rồi là phần tin tức đáng chú ý của châu Á. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục giữ kênh. Chúng ta sẽ quay trở lại với những tin tức khác trong nước. Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết xuất khẩu gạo năm 2016 khó đạt mục tiêu đặt ra. Vietnam Airlines được công nhận là hãng hàng không quốc tế 4 sao.